Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình là Dương Cờ. Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện về tuổi thơ của mình. Ngày xưa, mình là một người rất thích chơi một bộ môn thể thao bằng não, đó là cờ vua. Và mình nghĩ là mình có máu chơi cờ vua là vì mẹ mình truyền cho mình. Hồi mới chơi thì mình kém lắm, nhưng mà sau đó thì mẹ mình rất là tích cực huấn luyện cho mình, cùng với là các cô chú hàng xóm cũng rất thích mình. Không hiểu tại sao xóm mình thì nhiều người chơi cờ vua thế. Và sau một thời gian dài huấn luyện thì mình cũng đã đủ khả năng để lên trình, và mình quyết định là đi thi hội khỏe phụ đồng quân tỉnh. Và dường như là ông trời phù hộ mình khi mà ngay từ vòng gửi xe thì mình đã gặp đối thủ yếu nhất trong các bảng đấu hôm đấy rồi. Sau 3 ván chơi thì mình thua 2, mình bị loại luôn, và từ đó là mình không động vào cờ vua nữa. Cũng đã gần chục năm trôi qua rồi, nhưng không sao các bạn ạ, vì ngày hôm nay mình sẽ phục thù. Mình mới kiếm được một tựa game tên là Shotgun King The Final Checkmate, tựa game về cờ vua, nhưng mà nó lạ lắm, nó kỳ lắm. Để mình kể cho các bạn câu chuyện của nó nhé. Đầu tiên, trong tựa game này chúng ta sẽ hóa thân vào một ông vua da đen. Có nghe nữa kiểu phân biệt chủng tộc. Và ông vua da đen này trước đây trị vì một vương quốc rất là lớn. Sau đó một thời gian dài thì vì những chính sách không tốt nên là quân đội của mình nó bắt đầu tạo phản và nó đi theo cái thằng vua da trắng. Nên là ông vua da đen là mình bây giờ rất là cay cú, quyết định là lấy khẩu súng săn gia truyền. Sau đó là đi vào trong cung để tìm cách để chiếm lại cung này, trả thù và xử cái thằng vua da trắng. Thì thế thôi, nói chung là nó không có gì phân biệt chủng tộc đâu. Tại cái game này nó thực sự như thế các bạn ạ. Nào đây là mình bắt đầu và mình sẽ hướng dẫn các bạn và mình sẽ chỉ các bạn trong cái lúc mình chơi luôn. Game này hay cực, thề. Mình chơi mình thấy phê vãi đạn luôn. Đây. Thì cơ bản đây là tựa game của chúng ta. Ở trên màn hình các bạn có thể thấy đó là quân địch, tất cả những đứa này từng là quân của mình nhá. Tất cả những con mã, con tượng, con tốt này từng là quân của mình. Nhưng rồi nó đi theo thằng da trắng này, rất khốn nạn. Đấy là một. Thứ hai nữa các bạn có thể để ý đó là chúng ta có một khẩu súng săn, có tổng cộng là 10 viên đạn và 2 lá chắn ở đây. 2 lá chắn này thì trong trường hợp chúng ta đi sai thì nó có thể được đi lại. Súng săn này thì để bắn nhá. Chúng ta có cái số tầng, hiện tại là tầng 1, chúng ta cần thắng 12 tầng để chiếm lại vương quốc. Ở bên cạnh trái này chúng ta sẽ có cái sức mạnh của khẩu súng săn chúng ta, đó là 4. Cái tầm xa là 3 đến 5 và độ chính xác là 57. Ở hai bên cạnh này các bạn thể thấy đó là rất nhiều hình chữ nhật. Thì đây là những cái ô thẻ bài. Khi lên một tầng thì chúng ta sẽ được chọn một thẻ bài, và quân nó cũng sẽ có thêm một thẻ bài, để khi mà mình mạnh lên thì quân nó cũng sẽ mạnh lên. Nên là chúng ta sẽ cần phải có cái chiến thuật nhất định để chiếm lại vương quốc. Bây giờ mình sẽ chơi để các bạn hiểu luôn. Luật chơi cơ bản thì nó cũng giống như các loại cờ vua khác thôi các bạn ạ. Đó là con vua của mình, nó sẽ đi thẳng, đi chéo và chỉ đi được một nước. Nhưng mình có thêm khẩu súng săn và mình có thể bắn được quân lính của nó. Khi mà các bạn chỉ vào quân lính của nó này thì nó sẽ hiện ra đó là, đây ví dụ là con mã này đang có bao nhiêu máu. Đấy, tổng cộng là 3 máu. Ví dụ như ở đây là con mã đang chiếu mình, các bạn thấy không? Mình có thể đi gần đến đây, sau đó là mình bắn nó này. Đấy, mất 3 đam là nó chết luôn. Tương tự như vậy, con vua này có 8 máu, con tượng này 4 máu này, con tốt này 3 máu. Thế thôi, đơn giản vậy thôi, rất dễ dàng. Đấy, con tượng lại đang chuẩn bị dí mình này. Ui thằng này. Ok, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái trò đó là đập chết con vua kia. Vua này. Úi, tượng này. Lùi lại một nước đi, chơi an toàn thôi. Tốt này. Vua này, vua của nó còn 2 máu thôi. Một viên đạn nữa là chết. Mỗi lần mình di chuyển thì mình sẽ nạp đạn. Mình chỉ được bắn được 2 phát trong một lần di chuyển thôi. Và con vua của nó là đòn kết liễu. Đấy, như vậy là mình đã lên một ván. Khá là dễ đúng không các bạn? Khá là dễ hiểu đúng không? Đây có thể gọi là cờ vua kiểu mới các bạn ạ. Nhưng các bạn biết còn thứ gì mới nữa không? Đó chính là Honkai Impact 3 vừa ra phiên bản mới nhất. Và trọng tâm là hai nhân vật hoàn toàn mới là Aponia và Eden. Aponia là nhà ngoại cảm mạnh nhất thuộc dự án Mantis. Trang phục của nhân vật Aponia này thì có mạng che mặt này, có dây gai này, có cái họa tiết hình cánh bướm nhìn rất là quyến rũ và mê hoặc nhá. Và sức mạnh của cô này đó là giáng những tia sét đánh xuống kẻ thù xung quanh để trừng phạt những kẻ thù tội lỗi. Và nhân vật thứ hai thêm vào đó là Eden, một nhạc sĩ của thế hệ trước các bạn ạ. Vũ khí chính của cô là cây đàn hạc, cô có thể sử dụng cây đàn hạc này để có thể giúp đỡ đồng đội và hỗ trợ trên chiến trường. Trước hết, ở phiên bản mới này chúng ta còn có thêm bộ trang phục móng mèo phát sáng của nhân vật là Reveris Calico nữa. Với bộ trang phục mới này thì nhân vật trở nên nguy hiểm hơn nhưng cùng lúc lại cũng dễ thương. Đấy. Và đương nhiên, một phiên bản mới thì phải có những sự kiện mới, và sự kiện lần này lấy chủ đề đó là những không gian tan vỡ. Tham gia vào sự kiện này các bạn có thể nhận được rất nhiều đồ miễn phí, ví dụ như trang phục Kill Hunter này, pha lê này, mảnh vỡ Golden Diva và còn rất nhiều thứ hấp dẫn khác nữa. Nên là còn chờ gì nữa, tải ngay không nó sẽ bay. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với video nhé. Đấy, khi hết một ván thì chúng ta sẽ được chọn một trong hai hướng đi.
Và đây là hai cái thẻ bài. Cái thẻ bài màu đen là có lợi cho mình, và cái thẻ bài màu trắng là có lợi cho nó. Dù chọn hướng nào thì nó cũng sẽ có cái điểm mạnh và điểm yếu cả. Nhưng mà sau một thời gian suy nghĩ và bằng rất nhiều kinh nghiệm cá nhân thì mình sẽ quyết định là lần chơi này chúng ta sẽ tập trung vào nâng cái đam của chúng ta lên và cái tầm bắn lên, để chúng ta có thể bắn từ xa, biến khẩu shotgun của súng săn thành khẩu súng bắn tỉa, thành khẩu ốp khá là xịn. Đây, đây là mình chọn hướng 2 này. Hướng 2 này chúng ta sẽ có thêm hai sức tấn công và độ chính xác tăng thêm 30 độ. Quân của nó thì sẽ mất đi một con mã nhưng nó sẽ có thêm ba con tốt, và con tốt của nó sẽ cộng một tốc độ. Ok, cũng khá sợ. Nào, chọn được hai. Mất mã nhưng cộng ba tốt. Nguy hiểm lắm các bạn ạ. Đôi khi những con tốt rất kinh khủng. Ui. Vãi đạn sợ thế. Đấy các bạn thấy không? Giờ cái sức tấn công của mình là 6 rồi. Một con tốt này chỉ có 3 máu thôi. Một phát là có thể giết được hai con tốt. À, con vua nó không đi được vì tốt nó chặn hết. Anh ấy cầu bí vị gì tốt chứ nhở? Một con tốt này. À, tượng định thì tao à? Con tượng định thì tao. Tượng định thì tao này. Tượng này, ok. Rồi bây giờ anh tiếp tục tấn công con vua của nó thôi. Bắn con tốt ở trước. Gửi về đây một nước cho an toàn. Vua này. Vua này. Một viện thôi. Vua này. Yes. Dễ đấy thôi các bạn. Quá gà. Tầng 2 hoàn thành. Thú vị. Cùng đến với tầng 3. Bây giờ này, lên đến cái tầng thứ 3 đang có hai hướng đi này, thì cái hướng đi thứ hai là hướng đi mình muốn hơn, đó là mình sẽ tăng thêm đam. Tuy nhiên có một cái lợi cho chúng nó, đó là con vua của chúng nó sẽ có thêm người thừa kế. Tức là nếu mà mình bắn chết con vua của nó thì sẽ có một con khác có thừa kế con vua đấy. Tức là mình cần phải bắn chết hai con vua đấy các bạn ạ. Người thừa kế à? Khá sợ nhỉ. Thôi coi chọn đi. Mình nghĩ là mình có thể ăn được, mình không chắc nhưng mình nghĩ là mình có thể ăn được. Mình hy vọng là mình có thể ăn được, cầu mong. Ôi nhiều tốt thế. Không biết con nào là thừa kế. Ui, con nào thừa kế đấy? Nó có lẽ là với cái trường hợp là có người thừa kế thì mình sẽ sử dụng cái cách đó là mình sẽ bắn hết quân của nó đi. Bắn hết mấy con tốt tí các thứ rồi đi để cho nó khỏi thừa kế ạ. Thừa kế này. Tượng này. Thừa kế này, mày thích thừa kế không? Thừa kế à? Thừa kế à? Rồi còn mỗi mảnh mày là con lợn ạ. À. Giờ thì ai thừa kế mày? Ai thừa kế mày? Dễ. Ôi, mình hết 9 viên đạn luôn, sợ vậy. Tí nữa thì hết đạn thì vỡ mồm. Ok. Như vậy chúng ta đã qua được màn 3 rồi, lên màn 4 này. Lên màn 4 này chúng ta sẽ gặp một nhân vật, đó là con vợ mình. Ui. Vợ của mình đi theo thằng thổ dân da trắng. Cay lắm các bạn ạ, nên bây giờ mình cần phải xử lý nó. Mình nghĩ là mình sẽ chọn cái hướng đi bên trên này đi. Các bạn thể thấy đó là ở bên này chúng ta sẽ có cái lá bài linh hồn. Nếu chúng ta kích hoạt lá bài linh hồn này thì chúng ta sẽ được di chuyển giống như cái con vật đang có trong cái lá bài linh hồn này. Ở đây đó là con mã. Thì nếu mình kích hoạt thì mình sẽ được đi hình chữ L giống con mã và nhảy qua đầu những cây con cờ khác. Và nếu như mình sử dụng cái hướng bên trên này thì mình có thể đi thêm một bước nữa sau khi sử dụng lá bài linh hồn. Đấy, trong trường hợp khẩn cấp, kiểu gì mình cũng sẽ phải gặp con vợ cũ của mình. Khá là sợ. Ok. Đấy, con hậu này, con hậu này của nó thì theo luật là nó có thể ăn thẳng ăn chéo, thích ăn nào thì ăn. Ui, nó có con hậu và nó có thêm người thừa kế. Ok. Tốt này. Ui, con hậu nó đã chiếu mình rồi. Vãi đạn. Hậu này chết hậu rồi. Chết bà mày đi, lão à, phản bội à. Dạy. Bắn luôn con vua. Bắn luôn con vua. Nó hai máu thôi. Ơ, ok, ăn được luôn các bạn ạ. Ui, không được. Đổi một hướng đi. Vua chết. Thế rồi, bây giờ là người thừa kế. Úi. Người thừa kế này, bố mày nữa. Chết chết chết, lùi lùi lùi. Thừa kế, không để nó phong hậu nhá. Ui, còn một máu, còn một máu. Này. Yes. Ui, thêm một nước nữa thôi là còn tốt phong hậu, sợ vãi đạn. Càng ngày càng căng. Ui, lên tầng thứ 5 này các bạn ạ. Ở đây mình sẽ chọn cái hướng thứ hai đi. Cái hướng thứ hai này sẽ cho phép mình đó là kiểu làm đầy cái số đạn của mình đang có lên, tức là mình hết đạn rồi thì mình có thể kiếm thêm đạn từ trên trời rơi xuống. Mặc dù từ trước đến giờ mọi người bảo là trên trời xuống chỉ có cất chim với lại là mưa thôi, nhưng mà lần này có thêm cả đạn, không biết đấy là tốt hay xấu, nhưng mà hãy chọn cái thứ hai đi. Nhưng về phía của nó thì quân tốt nó sẽ có thêm một tốc độ và quân tượng có thêm một tốc độ, nghe có vẻ kinh. Đây, không sao hết, không sao hết. Ok, vẫn 10 viên đạn. Nó vẫn có người thừa kế và vẫn có thêm con hậu. Khá là khó ấy chứ. Ui. Tốt này. Quân hậu chiếu mình rồi. Chạy thôi. Tốt này. Ui.
Con này là con người thừa kế này các bạn này. Mình phải giết được con hậu đi cơ. Hậu này. Ok. Nó gần phong hậu ở nơi rồi. Vua này. Tượng này. Đùi một nước. Thế rồi. Nó phong lên mã nó không phong hậu. Vua. Yes. À con người thừa kế nó phong bố rồi. Yes. Ôi không ngờ. May vãi, con người thừa kế nó phong lên con mã rồi nên là mất người thừa kế. Ui trời. Sợ vãi đã. Ơi. Ok, bây giờ ta đã lên cái tầng thứ 6, nó đi một nửa đường rồi. Ở nửa đường này, hãy chọn cái trên đi là tăng thêm đam, tăng thêm 2 đam nữa và tăng thêm sự chính xác thêm 30 độ nữa. Quân nó thì sẽ mất đi một con tốt nhưng mà sẽ thêm được một con mã và mình mất đi một viên đạn. Mình nghĩ cũng được. Mất đạn nhưng mà tăng đam mà, đúng không? Và mình cũng còn cái gậy này, mình có thể kiếm thêm máu được, à kiếm thêm đạn được mà. Ok. Mình bắt đầu hối hận vì để cho nó người thừa kế ạ, ghét vãi. Mã này. Ok. Tốt này. Đổi một nước đi. Tượng này. Ok. Vua này. Vua nữa này. Nó đang chiếu mình, nó đang chiếu mình. Vua nữa này. Rồi, nó thừa kế bố rồi. Nó vẫn chiếu mình tiếp. Mày nữa. À, còn mỗi con vua. Thế rồi, nhưng mình còn đúng một viên đạn. Hiện tại là đam của mình là 8. Máu của con vua cũng là 8. Bây giờ mình bắt buộc là mình phải bắn nó đột phát chết luôn. Bạn di chuyển gần tôi đi bạn. Một phát, yes! Các bạn phải hiểu là mình chỉ cần lệch một tí thôi. Ví dụ mình bắn ra 2 ô thôi là con đấy nó không đủ đam là mình hết đạn, là mình vỡ mồm. Sợ vãi. Từ thứ 7 rồi. Càng ngày càng căng. Căng Deathless các bạn ạ. Ui. Cái trên đầu này này. Nó sẽ cho mình thêm 6 viên đạn nữa. Nhưng mà con vua của nó sẽ thêm 2 máu. Nhưng mà 6 viên đạn đấy các bạn ạ. Được đấy. Mình sẽ chọn cái này đi. Mình sẽ chọn cái này. Nhưng quân nó sẽ mất đi một con mã. Nhưng lại thêm 2 con tượng. Không, không sao. Không vấn đề gì hết. 2 con tượng cũng được. Ui, nhiều đạn thế. Trời ơi. Mẹ nhìn như kiểu khẩu súng máy vậy. Thì ghét quả người thừa kế quá. À, mình bắn được luôn thằng người thừa kế này. Thừa kế này. Thừa kế này. Thế rồi, mình sợ là mình bị hết cờ ấy. Đi sang đây có được không? Đi sang đây có một con tượng đấy rồi. Đúng không? Đi sang đây có một con tượng rồi. Ở đây có một con tượng khác, đi xuống đây không được. Lùi về đây có được không? Lùi đây có một con tượng. Ui, nó tính rồi. Lên đây không được con tốt rồi. Mình sẽ phải dùng cái viên đạn thôi. Mình bắt buộc mình phải dùng cái này thôi. Nạp đạn đi, yes. Rồi, vẫn sống, vẫn sống. May mắn đấy nhá, đấy là may mắn lắm ấy. Báo tượng đi, rồi. Ok, tiếp theo này. Vẫn được, vẫn được. Con hậu này chết, con hậu này chết. Con hậu chết, chết. Ơ sao hậu nó meo chết? Nó có 2 máu đấy mà. Đuổi về đây. Bắt chết con tượng đã. Rồi. Rồi nó còn tốt thôi. Rồi, chết rồi. Giờ mình cần phải xử con tốt của nó. Rồi. Rồi, có mỗi con vua thôi. Mình sống rồi, mình sống rồi. Mình sống cấp bro ạ. Rồi. Yes. Ôi, phải dùng mấy gậy rồi nhưng không sao. Phát rồi. Nãy giờ mình chưa sử dụng lá bài linh hồn nào. Mình chưa muốn sử dụng đến cái quyền trợ giúp đấy. Lá bài linh hồn này cực kỳ quan trọng. Sẽ khiến con vua của mình phi như ngựa. Như nghe như chơi đồ ấy, ảo thật. Cái hướng đi bên trên này có vẻ thú vị. Nó sẽ cho mình tăng thêm 2 cái tầm bắn nữa. Tức là mình có thể bắn xa được từ 5 đến 7 ô. Có vẻ thú vị. Nhưng quân nó thì cứ 4 nước nó sẽ được thêm một con tốt. Không sao, mình nghĩ mình ăn được. Hướng 2 nào. Hướng 2 nào, ok. Tăng thêm tầm bắn là mình có thể bắn xa hơn mà. Chết. Chết mày đi. Ây da. Úi. Không sao. Chết mày đi. Chết rồi. Chết rồi các bạn ạ. Mình không chỗ nào mà lùi ý. Nó chiếu đây rồi nhá. Đi ra đây không được này. Đi đây không được. Đi xuống dưới này không được. Chết rồi. Có lẽ là mình cần phải dùng lá bài linh hồn. Chứ mình không thể bắn xa như thế được. Bắt buộc dùng lá bài linh hồn. Và sau khi dùng lá bài linh hồn thì mình sẽ di chuyển nó lên đây. Bắt buộc thôi. Lên đây thoát này.
Ok. Vua này. Vua này. Má nó bảo vệ vua của nó nhanh thế nhở? Đổi một nước. Ui. Ảo lòi thật đấy. Nhìn này, nó đứng nó chặn vua của nó này. Tượng này, mày tượng à, mày tượng với ai? Mình cần phải bắn chết con tốt này. Đấy là con người thừa kế. Con cờ thừa kế. Vua này. Yes. Ôi căng vãi tầng 9 rồi các bạn ạ. Sắp đến nơi rồi. Ôi xin lỗi các bạn nhé. Hôm qua là mình bị mất điện nên thành ra là mình phải chơi lại từ đầu và mình đang cố gắng để kể lại cái thời điểm hôm qua đây. Nhưng mà khi mình kể lại thì mọi thứ nó không còn như cũ nữa. Hiện tại con vua của mình ý, thì sức mạnh của nó chỉ có 5 thôi, tầm bắn thường thì 57 và cái độ chính xác là 57 độ. Tuy nhiên, đó là mình có hai lần hồi sinh ở trong cùng một ván này, mình có thêm một cái gậy nữa giúp cho mình thêm được đam với một số cái con đặc biệt. Ngoài ra thì mình cũng có hai cái lá bài linh hồn này để mình có thể thiên biến vạn hóa. Nhưng quân nó thì các bạn thấy đấy, kiểu có người thừa kế có rất nhiều quân và tôi chưa từng thấy cái bàn cờ nào mà nó có nhiều quân thế này ạ. Phải cải đạn thật nhưng không sao, mình tin là mình sẽ làm được. Ok, chúng ta sẽ cùng let go với hy vọng là lên được cái tầng ở thứ 12. Nào, mã này, mình cứ xử con mã trước. Đúng rồi. Má ơi. Sợ vãi đạn. Ui. Con mã này nó lâu chết lắm. Mã này. Ok. Mã nữa này. Nó chiếu mình rồi, con mã đang chiếu mình rồi nhưng mình lại ở gần con vua của nó. Mình nên đập con mã này hay mình nên xử con vua trước? Nhưng con vua nó có thừa kế nên là bây giờ mình xử con vua không hợp lý lắm nhỉ. Ok, xử con mã trước này. Sau đó mình sẽ xử tiếp con tượng này. Đúng rồi. Sau đó là mình sẽ. Ui, hết đạn nhanh quá các bạn ạ. Hết đạn quá là nhanh. Ui, con tốt của nó khỏe vậy. Tốt của nó hai lượt không chết. Thế rồi, hết đạn rồi. Bây giờ mình sẽ cần phải dùng cái One of Frenzy này để mình hồi đạn. Đấy. Sau đó là mình mới thể xử được. Ok. Ok. Ôi, nó lại sắp phong rồi. Khó nhở. Khó nhở. Ui. Khó thế. Khó thế. À. Con người thừa kế của nó đây này. Con tốt thừa kế của nó đây này. Bây giờ phải làm nào xử được con tốt thừa kế đấy. Hết rồi. Nó phong rồi kìa. Rồi. Mình giết con vua đấy rồi. Vấn đề là nó con thừa kế. Mình phải xử được con thừa kế nữa. Cố lên chút nào. Ui. Thế rồi, không được các bạn ạ, không thể đi được ấy. Bây giờ là nó đã chiếu về các bạn ấy, thì ở đây là nó đã chiếu hết cờ của mình rồi. Mình lên chết này, mình xuống chết, mình sang trái chết, mình sang phải chết. Mình không phải đi đâu nữa, nhưng mình có thể sử dụng cái con bài, cái con lá bài linh hồn này, hoặc là mình có thể tự tử. Đây, để mình cho các bạn xem tự tử là kiểu gì nhá. Đây, mình vào đây. Bây giờ con hậu nó sẽ ăn mình, nhưng mình không chết, mình sẽ tan biến, mình đến một vũ trụ khác. À, thú vị không? Vào vũ trụ này mình có thể bắn tiếp, nhưng vẫn không được ạ. Khó nhở, mình phải tự tử một lần nữa đúng không? Mình có hai lần hồi sinh mà ấy, mình mới dùng một con loại hồi sinh thôi, mình phải tự tử một lần nữa để mình tiếp cận gần hơn đến với con vua này, vì một con vua này một phát nữa là chết. Thử nhá, let's go. Ok nào, hồi sinh đi, hy vọng hồi sinh đúng chỗ. Mà hồi sinh xa vậy, đùa nhau à? Không sao, được. Nó không cho mình hồi sinh đúng cái chỗ của mình. Làm nào nó còn một đúng một máu thôi ạ. À. Quân nó còn đúng một máu thôi nhưng mình hết lần hồi sinh rồi. Bây giờ mình có thể sử dụng cái gậy này để mình gây sức sát thương lên con xe này. Tuy nhiên mình cảm thấy đây không phải là một cái lựa chọn tốt lắm. Mình nghĩ là mình nên sử dụng Queen Soul này, con bài linh hồn của nữ hoàng để mình di chuyển một cách nó tử tế hơn. Chắc là phải thế thôi các bạn ạ. Rồi, biến thành nữ hoàng và bây giờ mình sẽ cần phải chọn một khu vực ở đấy mình di chuyển mà không bị chết. Thì chỉ có chỗ này là không chết thôi. Ok. Lại chiếu rồi. Cái con lợn này. Khó thế. Sử dụng cây gậy đi. Rồi. Ok, mình bớt được một nước chiếu. Bây giờ mình cần phải bắn được cái con kia. Khó nhở. Bây giờ nó có nhiều con xe, nhiều con hậu á. Sửa con hậu ở trước này. Bây giờ chỉ còn con xe thôi. Giờ mình cần bắn. Bây giờ mình cần bắn chết con vua này. Nhưng lại có con xe đang chiếu mình. Mình không thể giết nó trong lúc nó đang chiếu mình được. Bắn con xe đã.
không bắt được con xe đấy. Mình thì cần phải đi ra đây. Ok. Ui, không trúng ạ. Rồi. Ôi. Căng thẳng quá. Lên bàn 10 rồi. Bây giờ ở ván 10 này, mình sẽ chọn hướng đi bên trên đi. Hướng đi bên trên sẽ cho mình đi thêm một nước mỗi lần mà mình giết được một con mã của nó. Nhưng nó sẽ thêm một con tốt sau mỗi lượt. Nó nhiều tốt lắm rồi, mình không cần quan tâm lắm. Đấy, mình có xem cái bộ cờ của nó này. Nhưng mà nó có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 con mã. Vậy thì theo lý thuyết mình có thể có được 5 lượt đi miễn phí mỗi lần mình giết một con mã. Và ngay từ ban đầu, tại vì nó có quá nhiều tốt nên bắt buộc là nó phải tiến mã đầu tiên. Vì mã là con duy nhất có thể nhảy qua đầu mấy con tốt. Đấy. Mã này. Mã này, ok, extra turn này. Mã này, tốt này. Đây rồi, hàng về, hàng về. Ui, không được. Mã này, extra turn của mình đây. Tốt này. Chết con ngựa mình đi. Giờ phải đi đâu đây? Đi đâu cũng là đồi cát các bạn ạ, đi đâu cũng là đồi cát. Đây, hậu này, hậu này. Chết con ngựa mày đi. Chết con ngựa mày đi. Ấy, chết tiệt. Khó nhờ, khó nhờ. Mày bắt đầu khó nhai đấy. Ừ. Đi sang đây có được không? Đi sang đây không được, đi đây có con mã này. Đi đây có con mã, đi lên đây không được, đi chéo đây không được. Rồi mình bắt buộc là mình cần phải lùi. Lùi một nước. Mã này, ok, extra turn thêm một lượt nữa. Cần phải làm gì đây? Mình sẽ cần phải xử bớt con tượng đi. Ok, nhưng không được xử con tượng ở đây thì con xe đang chiếu mình. Mình xử con tượng đấy nó đập chết mình ngay. Sang đây nào. Sang đây nào. Xe này. Tốt này. Gần con vua rồi, mình tiến đến gần hơn với con vua rồi. Vua này. Tốt này. Ok, tiến tiếp được. Má, có con tượng của nó cay nhờ. Ô, tôi chuyển nhầm ạ, không sao. Mình còn một mạng mà. Tượng này. Ui, tôi tính cả rồi, tôi tính cả rồi. Vua này. Vấn đề là không biết con nào là con người thừa kế của nó ấy. Khó thế. Rồi, nó lên. Ui, nó lên một con mã, một con hậu. Vãi đạn. Đây đây. Rồi. Ơ, như vậy là mình đã giết con người thừa kế của nó từ trước rồi. Win luôn, yes. Mình thậm chí không phải dùng thẻ bài linh hồn. Yes. Oh boy. Căng thật các bạn ạ, căng thật. Để mình xem là lần này sẽ chọn cái gì nào. Bây giờ là cái quân bài cuối cùng của mình. Và mình sẽ cần phải đi với quân bài này từ bây giờ cho đến hết. Ok, ở cái hướng trên này thì các bạn ạ, nó sẽ cho thêm một con xe vào quân nó. Nhưng mình sẽ thêm được 2 đạn mỗi lần mình giết một con xe. Cùng với đó, đó là mình sẽ thêm một viên đạn nữa vào trong khẩu súng của mình. Và độ chính xác của mình tăng thêm 7%. Mình nghĩ là cái trên sẽ hợp lý hơn. Và cái dưới thì nó sẽ khiến cho mình mất đi một cái lượng đam. Hiện tại đam của mình có 5, rất là thấp rồi. Mình không muốn mất đi một ít đam nữa. Mình chọn cái trên đi. Thêm một viên đạn. Và thêm 2 viên đạn mỗi khi bắn được một con xe. Có vẻ khá hợp lý đúng không các bạn? Có vẻ khá hợp lý. Nhưng quân nó có rất nhiều. Nó có tổng cộng là 5 con mã, 2 con xe. Có hậu, có người thừa kế. Ván này sẽ là cái ván kiểu mình gần đi đến cuối đấy. Gần đến đồi cát đấy các bạn ạ. Ok, mã này. Mã này, extra turn của mình đây rồi. Ok. Mình thêm một lượt thôi các bạn. Rồi. Chưa đi được, chưa đi được. Bây giờ đi đâu cũng là chết này. Mã này, ok. Này, tượng này. Tượng này. Giờ mình cần phải bắn được con hậu kia. Hậu này, chết con hậu rồi, yes. Nó đi con hậu rồi. Mã này. Ok, ok, ok. Ổn hơn rồi đấy, ổn hơn rồi đấy. Mọi thứ đều có vẻ ok hơn rồi đấy. Về đây. Tượng này. Nó thêm con xe kìa, nó thêm con xe kìa. Bây giờ mình đã đối diện với con vua của nó rồi. Mình cần sửa con vua của nó. Nhưng con xe nó lại gần đây. Có nhai nhỉ? Có nhai nhỉ? Bây giờ mình bắt buộc là mình cần phải có một cách khác thôi. Con xe nó rất gần mình rồi. Mình sẽ cần phải lùi về nạp đạn. Bắn con xe của nó. Sau đó mình sẽ tiến lên một bước. Bắn con vua. À, nhưng con tượng ở đây. Từ từ đã. Đây. Bắn con vua. Bắn con vua. Vua nó vẫn chưa chết. Cần một viên đạn nữa mới bắn con chết con vua của nó. Một con vua. Ai là người thừa thế? Ui, con thừa kế là tít trong góc này. Bây giờ mình cần phải đi qua một đống này mình mới ăn được nó. Nào, hãy dùng cái cây gậy đi. Cây gậy này giúp mình nạp đạn. Mình cần xử bớt cái bọn tốt tốt này để tránh nó phong.
vãi đạn thật. Ok, lên đây này. Ui, phong trần ghê nhở. Phong trần ghê nhở, thì chết rồi, nó phong rồi. Cố lên tí nữa, bây giờ mình càng phải cố hơn ấy. Nó phong lên con hậu kìa các bạn kìa. Bây giờ có một con xe này, có một con hậu này. Mình đang đứng vào cái tình thế là rất khó. Và nó đang bao vào con ngựa ở trong cái khu vực rất là căng kìa kìa. Vậy phải làm gì để xử nó đây? Nếu như con hậu của nó bước vào đây mà chiếu mình thì mình hết đường đi, mình hết cờ luôn. Đấy là mình bắt buộc là mình cần phải tìm đường để mình chạy. Đây, chạy vào đây là hợp lý hơn. Giết con tốt đấy á. Giết con tốt đấy á. Nó đang chiếu mình, các bạn thấy không? Nó chiếu mình luôn này. Nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa chết. Tại vì mình pro mà. Mình tính trước rồi. Đây đây. Sự con hậu của nó. Nó lại lên con xe nữa rồi. Rồi ok, phát rồi. Tạm thời tôi thoát được con xe của nó. Muốn thắng được thì mình bắt buộc phải xử được con xe này. Mình sử dụng cái One of Wrath này để mình giết con xe đã. Mình cần giết con xe đấy, sau đó là mình sẽ tiến lại gần con vua hơn. Mình chỉ còn 3 viên đạn, 4 viên đạn thôi. Vua này, vua này, yes. Woo. Ván 12. Oh bro. Yes. Và mình đến nơi ở con vua rồi. Không biết có ăn được không đây. Con vua của nó đang cực kỳ tức giận. Tại vì là tất cả số quân lính của nó đã bị hạ gục chỉ vì một cây súng săn hoàng gia từ một thằng da đen như mình. Và nó không chấp nhận điều này. Nên bây giờ nó quyết định là nó sẽ tiến tới và nó sẽ tìm cách để trả thù. Đấy, nó không chấp nhận thua cuộc các bạn ạ. Ui, bây giờ sẽ khó này. Vãi đạn cái gì đây? Cái gì đây? Ui, hướng đi sẽ là như thế nào đây? Con vua này bao nhiêu máu đây? 24 máu. Ok, mình sẽ xử bớt mấy con tốt để trước. Ok, mình xử được con nào hay con đấy nhá. Mã này, mã này, tốt này. Úi, khó đấy, khó đấy, khó đấy, khó đấy. Lùi về một hướng. Khó nhở. Ui, vãi cả nồi, mỗi lần nó tiến lên các bạn nghe tiếng của nó không? Vãi đạn thật. Hậu này, hậu này, chết hậu rồi. Hay quá, mình vẫn đang cố gắng, mình vẫn đang sống, mình vẫn đang sống. Hiện tại là mình đang sống khá là tốt. Không tệ một tí nào đâu nha. Rồi, chết mày này. Chết. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Mình sẽ sử dụng One of Frenzy. Nạp đạn cho tôi. Nạp đạn cho tôi, đúng rồi. Và khi có đạn rồi, tôi sẽ xử mày. Xử mày. Phải rồi. Tốt này, không được phong. Ok, ok, đoạn này bắt đầu khó rồi. Mình sử dụng cái One of Wrath này. Giết con xe đi. Ok. Rồi, bắn vào đây. Mình cần phải bắn chết nó. Mình cần phải bắn chết con xe này. Con xe đang hơi khó đấy, con xe đang hơi khó nhá. Ở đây một hướng nào. Rồi, con xe chết rồi. Rồi. Ui, nó đi bao nhiêu nước vậy? 5 năm. Rồi. Ôi, nó chết rồi à? Ơ. Ơ. Ủa, không ngờ thế vậy. What? Và như vậy là cuối cùng thì khẩu súng săn của nhà vua đen đã cho anh ta trở lại cái nơi mà anh ta thuộc về, đã giành được chiến thắng. Và nhà vua đen đã thực hiện được những gì ông ấy muốn, chiếm lại ngôi thành, chiếm lại vương quốc và tiếp tục ban những luật lệ hà khắc đến dân chúng. Cho mình nghe nó cứ bị sai sai, tại sao nhà vua đen lại ban luật lệ hà khắc? Tức là cái cốt truyện trong game này đó là nhà vua đen là mình đem luật lệ hà khắc ban cho dân chúng phản lại và nhà vua trắng lên trị vì. Sau đó nhà vua đen cầm quả súng săn thử nhà vua trắng để chiếm lại và tiếp tục ban luật lệ hà khắc và gây đau khổ cho dân chúng. Mình cũng méo hiểu game này nó logic kiểu gì, nó cốt truyện nó có thể khốn nạn hơn không, nhưng mà thôi, mình đã giành chiến thắng rồi. Hóa ra cờ vua 2 nó là như thế các bạn ạ. Đây là môn thể thao cờ vua mới sẽ được đưa vào một thể thao điện tử cờ vua. Vui mừng lên nào, những quân lính của ta, ít nhất thì giờ đây chúng mày sẽ không bị bắn nổ xác nữa. Và chính vì chiến thắng này nên nhà vua đen chẳng học được cái gì mới cả. Anh ta vẫn xấu tính như cũ, vẫn tồi tệ như cũ và sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi có một nhà vua trắng tiến đến và lật đổ ngai vàng này, bắt đầu câu chuyện ấy một lần nữa. Mình chẳng biết là đấy là tốt hay là xấu nữa.
Ok các bạn ạ. Và đấy là tựa game của chúng ta. Hy vọng là các bạn thích cái tựa game này, Shotgun King. Một tựa game là cờ vua nhưng nó lạ lắm. Còn bây giờ thì có lẽ là tạm biệt các bạn. Và hẹn gặp lại buổi sau. Các bạn đừng quên để một like. Sau đó là mình, mỗi người xem cờ. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok này hay vãi đạn các bạn. Thích mê. Tạm biệt nhá. Thế nhá. Bye bye.